Hello, xin chào cả nhà. Thanh quá hết nổ nữa rồi. Nay mua về con này bị lỗi rồi. Ngoại hình đẹp, máy móc ngon, nguyên zin, không lên nguồn rồi biết hết. Ơi anh em ơi, bà con ơi, con này rất là nặng nha. Một tay cầm không nổi luôn đó nha. Không có giỡn đồ đâu á. Kim điện rồi, không có lên nguồn ha. Rất là đẹp, rất là nặng luôn. MIDI có luôn, CD có luôn. AUX không biết còn AUX có luôn. Băng có luôn. Ủa không có băng, có đài chứ. Ngoại hình còn đẹp quá đẹp. Xui rủi sao bị hư rồi. Thằng này có Malaysia. Thằng này thì nó đã có, nó có nguồn điện nè, 10V nè. Ghi 10V nên nó không chạy. Cái bộ loa này không bán cũng được mấy trăm ngàn. Cái này 200 xiền luôn. Rồi lâu lâu bán xả hàng lỗ luôn. Đồ hư. Giò ngoại hình với hình ảnh là mình test nên vậy đó nha các khách. Quý khách nào xem có nhu cầu, đúng nhu cầu mua về sửa chữa hay nghiên cứu đó thì ủng hộ liên hệ em ha. Rồi em là Thanh Quá, 40 tuổi ha, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật nha. Em bán qua các trang như Zalo, Facebook, YouTube hay chợ tốt luôn. Còn em bán giá công khai là 500 ngàn. Quý khách nào tin tưởng chuyển khoản em sẽ bao ship. Rồi em bán qua cái trang đó, số điện thoại của em là 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.